Hello, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên đây Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn một ngày thân thương nhất nha. Hôm nay Tuấn qua chỗ này nghe nói chỗ này bán bánh căn gia truyền mà rất là ngon. Bên đây mình tới thì mình ăn, mình sẽ review cho mọi người bánh căn. Đây bán các loại bánh căn mà Tuấn thiên bánh căn thường các bạn. Bây giờ mình tới thì mình sẽ quay ăn review cho mọi người thêm nha. Nghe nói bánh căn lâu lắm rồi không chưa ăn bánh căn nên hôm qua mình ăn review cho mọi người. Mà mong mọi người xem video để chia like chia sẻ cho mọi người biết rồi nhớ ủng hộ kênh mình nha các bạn. Mình sẽ cố gắng quay nhiều món ăn vỉa hè thành phố cho mọi người xem rồi. Ở phần tiếp quê mình các bạn, những món ăn vỉa hè đường phố vạn vạn luôn. Mình siêu tầm những món ăn này cho mọi người xem nha. Đây các bạn, đây tới được bạn à. Chào cả nhà. Bên đây Tuấn xin chào cả nhà một ngày mới nha. Thì Tuấn qua bên này đổ ăn bánh căn, là bánh căn các bạn. À, ngày nói đây bánh căn rất ngon mà mình tới mình ăn review cho mọi người xem rồi. Bánh căn. À, các bạn thấy đã không? Đây, thấy chưa? Thấy ngon chưa? Một cái bếp này thường đổ được mấy cái của? Một cái lò này là đổ được 8 cặp. 8 cặp hả? 8 cặp gì nào? À. Vậy đó hả? Ủa, cái này là bánh căn thương đấy hả? Dạ. Cái này là bánh căn trứng hả? Bánh trứng nè. À, bánh trứng. Ồ, nó ngon ha. Cái này là bánh căn thương nè. Cái này mình thường ăn là ăn những gì đâu? Đó, ăn trứng với xíu mại. Ăn trứng với xíu mại, da heo được phải không? Dạ. Ngon quá. Đó, mọi người thấy ngon mọi người. Bên đây mình sẽ... Giờ anh ăn bỏ đầy đủ luôn ha? Bỏ đầy đủ một phần đi. À, còn đây là xài đó hả? Xài. Ồ, xài đó không? Anh cho anh cá kho không? Có, bỏ đầy đủ đi. Thưởng thức rồi cho biết rồi nó ngon rồi. À, ngon chưa mọi người? Này mình sẽ cố gắng mình quay video cho mọi người xem rồi. Món ăn vỉa hè thành phố rồi. Đã chưa? Ồ, đây là da heo. Các bạn thấy ngon. Ăn mà cha ăn với cái này là cái gì đây? Đây là tốt à, mỡ. Tốt mỡ hả? Bánh căn thì có tốt mỡ thì cũng ngon không? Bán này được bao lâu rồi? Dạ em bé gần năm rồi. Gần năm hả? Còn đây là cá kho. À, món cá kho. Đó, các bạn thấy không? Bánh căn, cá kho, xíu mại, da heo, xài, hành rồi. Còn cái món này món gì? Nước mắm. À, nước mắm. Cũng ngon không? Rồi anh. Đó. Làm ra mày đi. Rồi, đây đây. Đi đổ đi. Nóng lắm rồi cơ. Bên nha giờ mới. Đó, nó dời lại đâu. Thường mình đổ này là bao lâu nó mới chín được bánh hả? Đổ lẹ. Lẹ nó hả? Đổ vô là nó chín liền à. À đó hả? Cái nào chín đâu? Hả? Cái này là chín rồi. À, chín rồi hả? Hả? Ồ, cái này chín rồi. Ngon không? Hả? Mỗi lần mình ấy lên là mình phải kẹp mình bỏ hành vô hả? Kẹp hành vô. À. Có nhiều người ta không ăn hành. Đó hả? Có người không ăn hành. Tính ra một cái lò này nó 8 bao nhiêu cặp? 16 khuôn là 8 cặp. 16 khuôn là 8 cặp. Than là mình bỏ một lần luôn hả? Bỏ một lần. Bỏ một lần luôn. Cái này là cái bột của nó đẹp không? Cái bột. Rồi, bột đã không? Sáng giờ bột khô đầy đó bây giờ mà bán hết rồi hả? Dạ, bao nhiêu đó. Ờ, đó. Mỗi lần là đổ là biết bao nhiêu luôn. Đó, các bạn thấy ngon các bạn. Mong các bạn xem video chia like chia sẻ cho mọi người biết nha. Đây địa chỉ là 693 Trần Đạo. Các bạn biết 693 đường Trần Đạo không ạ? À, thì mà đây mình ăn review cho mọi người xem món ăn bánh căn bằng ngon. Oh, đã chưa? Đó, đây là các bạn thấy cá kho, trứng bì rồi bánh căn nữa, ngon. Thì có gì bên đây mình sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè đường phố cho mọi người xem này. À,
mong mà mọi người xem video chị like chia sẻ cho mọi người biết nè. Cái một phần là một dĩa là bao nhiêu đây hả? Đây là mấy cái? À, ngon bạn. Đây là mình ăn bánh căn trứng, lấy một mớ bánh căn thường đây cô. Cái này là bánh căn trứng phải không? Lấy bánh căn không có trứng nữa coi. Hai cái. Đang review cho mọi người xem bánh căn trứng là nó ngon như thế nào. Là bánh căn thường nha bạn. Ờ, bỏ hai bọc cặp ở đây. Đó. Đó, thấy chưa bạn, ngon không? Đó, bên này bánh căn là bánh căn thường nha bạn. Ờ, ăn là như các bạn thấy nè. Hello. Chào cả nhà. Lời nói đầu tiên đây Tuấn xin kính chúc cô chú chị các bạn một ngày thân thương nhất nha. Bữa nay Tuấn qua chỗ này review cho mọi người xem bánh căn. Bạn thân bánh căn gia truyền nè, các bạn ở Bắc Thiết bên mình là bánh căn là ăn cá nè. Cá kho da heo rồi bạn. Dưới xíu mại xài xong luôn. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu cho mọi người biết ở đây là có hai loại bánh. Bạn biết là hai loại bánh bạn. Này bánh 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 căn là bánh căn thường các bạn nè. Đó bánh căn thường nè. Đó còn này bánh bánh căn trứng nè. Đó không? Tôi review cho mọi người xem với hai loại nào ngon nha bạn. Thì mong các bạn xem video này chị cha like chia sẻ cho mọi người biết rồi. Ở đường Trần Đạo quê mình các bạn biết không? Bán rất là ngon. Đó bánh căn này, bánh căn gia truyền. Các bạn thấy không? Ăn với da heo rồi bạn. Đó da heo. Chí bãi đây bạn, ngon. Chưa ăn mà thấy nó thơm mùi đã bạn. Còn cá khô đó bạn nè. Cá khô là cá chỉ. Đó, còn đây có trứng, bạn thấy trứng không? Trứng. Ở trong này có nước lèo của nó rồi, trong này có là bên có xài nè, xài sống các bạn. Bánh căn các bạn biết đó là ăn bánh căn là phải có xài sống nha. Nếu không có xài sống là bạn biết ăn là nó không ngon. Đó. Bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem nha. Giờ có gì không, cảm ơn mọi người qua xem video chia like chia sẻ cho mọi người biết rồi. Mình sẽ cố gắng mình quay những món ăn vỉa hè thành phố cho mọi người xem nha mọi người. Bây giờ mình ăn miếng bánh căn thường này bạn. Này ăn mình cách sao đây, bỏ ở đây hả? À, miếng bánh căn thường hả? Ngon bạn. Thơm ngon. Cái này bạn biết nước căn có rất mỡ, nó mỡ lắm, ăn giòn thơm rất thơm. Ngon quá. Đây các bạn biết không, cái tô này là rất là rẻ tiền ở Vi Hè thành phố Thiết Quê mình các bạn. Những món ăn các bạn biết ở Vi Hè thôi, có nhiều chỗ giá rất là rẻ. Rất là cái món bánh căn này. Bây giờ mình ăn món bánh căn này, bánh căn trứng nè bạn, căn trứng á. Cái trứng ăn nó hơi béo béo tí, nhưng mà bạn biết nó không ngon bằng cái bánh căn thường đâu. Bánh căn thường mà các bạn biết ăn nó không ngán hơn. Trứng nó hơi béo mà nó nói chung là mình ăn thì cảm thấy nó không ngon bằng thường bạn. Rồi các bạn biết là những cái món này là mình ăn mình bỏ vô mình chan vô luôn các bạn, chan vô mình ăn ngon. Đó, các bạn thấy da heo không? Mình nhớ cách đây đã lâu, khá lâu lắm mình có ăn bánh căn mà chỗ đó có da heo bạn, chỗ này có da heo. Cái món da heo này bạn biết ăn nó cực cực ngon. Cái nước mắm nước da lèo của cái cô các bạn biết không? Rất ngon vừa miệng luôn. Cho nên mình bỏ vô mình ăn các bạn thấy cảm thấy nó thấm vô trong cái cổ mình đó, rất là ngon luôn hả?
Đó các bạn thấy không? Đây cái cục này cục khuyến mại nè. Khuyến mại là mày là bằng thịt bằm á. Mình xây ra bà. Bỏ ra ăn. Thì các bạn biết ướp gia vị rồi hết rồi. Hấp lên cho nó chín nó thơm là bạn bỏ vô đây ăn đã ngon. Món cá thì các bạn biết cá kho này là cá chỉ. Có chỗ kho cá lục của bạn à. Lục với cá ngừ á. Ở đây cô bán cá chỉ rất mà thơm ngon bạn. Món bánh canh này các bạn biết ở bậc thiết quê mình vỉa hè bạn nổi tiếng nhất là bánh bánh canh của Nguyệt, cô Nguyệt các bạn đó. Một người mà đi về bậc thiết mà tới bánh canh Nguyệt đó là ai cũng biết các bạn, nói gì bánh canh Nguyệt đó, đó là cái quán của cô ấy là nằm ở đường Hải Thượng Lãng Ông, cô đó là bán là ba mấy gần 40 năm rồi. Ngon quá. Thường các bạn ăn bánh canh có rau sống là không nói, nhưng mà phải có xài nè các bạn. Có cái xài này ăn vô nó rất là ngon mà đỡ ngán nha. Ở cái xài sống rồi các bạn, là các bạn thấy không, miếng xài xài này bỏ vô đây mình ăn nó cảm thấy nó ở trong cái miệng mình nó rất là ngon. Ngon mà. Ngon quá. Rồi mấy cái món này là mình bỏ vô đây. Bỏ vô cho nó thấm cho nó ngon. Mỗi lần mà các bạn mà ở gần xa mình về con thiết lên mình đó. Cái món cá kho là các bạn biết là cháo cá đục của bạn ạ, cháo có đục truyền thống luôn nha. Ai mà cảm nhận nước cháo cá đục truyền thống Phan Thiết là các bạn biết là xuống ngay cảng các bạn. Ở nhiều mà chỗ bán lắm, nhưng mà ngay cảng là bán ngon nhất, thì Nga bán rất ngon mà. Trong mình không có giờ, cảm ơn mọi người vừa qua xin mới déo chỉ là chia sẻ cho mọi người rồi, nhớ ủng hộ kênh bạn. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè đường phố cho mọi người xem nè, bạn thấy không, đi đường phố vỉa hè là bạn thấy cô ấy bán bánh canh rất ngon. Cái bánh canh này các bạn thấy ăn nó rất là có cái tình cảm của quê hương bạn. Mà mình ăn với bó có xài nha, bánh canh có xài là tuyệt vời nhất rồi. Cái nước mắm các bạn biết là nước mắm cá kho nè. Cô ấy làm vừa miệng luôn bạn ơi. Món này các bạn biết là cha mà ăn bánh xèo cũng ngon luôn. Đó. Ngon lắm hả? Với trứng các bạn nè, trứng rồi
miếng da heo ăn nó giòn chập 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 luôn, mềm mà ăn nó mềm mà nó giòn chập 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 bạn. Biết cô là luộc bánh xào mà ăn ngon hơn, nghe cái mùi có mùi gâm gâm nữa. À ngon quá. Bánh bánh căn này đặc biệt có nhiều người ăn bánh căn trứng đổ trứng vô, còn có nhiều người thích ăn như là mình đổ thường các bạn, mà đổ thường ăn rỡ ngát hơn, trứng nó hơi ngát bạn. À đông đông mà bạn. Nói chung là mình cũng ăn xong rồi, cũng review cho mọi người xem rồi. Ở Phan Thiết quê mình những món ăn vỉa hè đường phố Phan Thiết rồi, các bạn thấy không? Đi vỉa hè từ cái đường này vô đây cỡ 2 mét các bạn. Mà cô ấy bán đây là được coi là 1 năm rồi. Hoa. Thì đây chủ nhà là 2 chủ nhà, một số là 689, số là 693, lên 94 ba luôn. Mong mọi người xem video chỉ là chia sẻ cho mọi người nhớ ủng hộ cho cô ấy các bạn. Bánh căn vỉa hè đường phố Phan Thiết rất rẻ tiền mà ăn ngon mà rẻ tiền mà ngon á, không có hơi gì hơn hơn. Bây giờ cảm ơn mọi người nha, xem video chỉ là chia sẻ cho mọi người nhớ ủng hộ kênh nha bạn. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều món ăn vỉa hè đường phố cho mọi người xem ở Phan Thiết với mình rồi. Bây giờ mình chốt video với mình sẽ hẹn mọi người video sau nha. Bye bye nha mọi người. Mọi người thấy không? Là đang đổ bánh bánh cần nó trứng là nó nổ lên. Đó. Thấy cái trứng mọi người mà muốn ăn trứng mà có trứng luôn mà muốn ăn thường có được. Này nó nóng lắm bạn. Mình không có cái ruột mình kẹp á qua cho nó đỡ nóng tay, mình kẹp á cho đỡ nóng. Cao kẹp. Này là món này là chỉ cầm tay rồi bóc nhiều hoạt động hơn ha. Cái kẹp là cái bánh nó khó kẹp phải không? Dạ. Đó các bạn thấy không? Ăn bánh xíu mại rồi trứng rồi các bạn thấy là rất là ngon. Thì, mình sẽ cố gắng mình quay cho mọi người xem được không? Thế là chi mà đã mà đó. Mình bán thường thường ở đây mà mấy giờ đến mấy giờ cô? Em dọn ra là 5 giờ sáng hả? 5 giờ sáng, có bữa thì tùy theo bữa. Có bữa thì bán có 8 giờ, có bữa thì 10 giờ. Nói chung là sáng 30 ngày mình là bán hết luôn hay là mình có nghỉ giải lao không? Không nghỉ ngày nào hết. Mong mọi người xem video chia like chia sẻ cho mọi người biết nha. Nhớ ủng hộ cho cô ấy nha bạn. Ở đây là 693 hả? 693. 693 các bạn, đường Tăng Đạo. Các bạn biết cô ấy bán rất là ngon mà. Đi vỉa hè mà đường phố rồi các bạn biết ăn bán rất ngon đó các bạn ha. Đi hết cái thành phố này, quán nào vỉa bạn quán. Đó các bạn thấy không? Bánh căn là đó, cô ấy là cái này mình phải đút mình để sẵn chứ cái món ăn này các bạn biết là mình ăn mà đút liền là chờ lúc chờ lâu bạn. Ở như bánh xèo là mình phải đút mà mình để lại một mớ chứ không là nếu mà khách vô là làm không kịp đó. Cho nên các bạn thấy là cái món này là lúc nào phải đổ để một phần một ít dĩa nè, đó thấy không? Đó các bạn thấy không? Đó đi đường phố các bạn đó. Thì là mình sẽ giờ mình chốt vé cho mọi người. Đang lên đây cho giờ mình chốt vé.